lại lời nhắn sau tiếng bíp do thuê bao mấy. Thằng này dám không nghe mày. Anh Trường về chị ạ. Cháu gặp tình huống khẩn cấp không tiện liên lạc, có gì cô cứ hỏi chú Trường ạ. Anh về rồi ạ. Ừ. Anh vào nhà ăn cơm cho nóng, chị đang đợi ạ. Rồi. Anh đuổi việc thằng Liêm đi ạ. Sao việc nào của công ty cô cũng xíu quá thế hả? Anh biết thằng Liêm nó là người của tôi, cho nên anh mới đuổi việc có đúng không? Anh trả lời tôi đi. Vậy là cô cài người theo dõi tôi đấy à? Hả? Liệu có còn việc nào xấu xa tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Hả? Mà thôi, đến bây giờ thì việc thằng Liêm nó là tay trong hay tay ngoài của cô đối với tôi cũng không quan trọng nữa. Nhưng có việc này, công việc của Lan Hà đang rất phức tạp. Tôi xin cô hãy để tôi yên. Hôm nay tôi mệt, tôi không ăn cơm. Anh, thế anh lại bỏ bữa không ăn cơm à? Nhà này không hiểu kiểu gì luôn ấy. Thôi dẹp hết đi. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Đứa con gái của tôi không có mắt nhìn người, cho nên nó mới coi cô là bạn. Chứ loại người như cô chả có gì tốt đẹp giống như cái tên An Nhiên của cô. Nhìn cái mặt của cô đã thấy toát lên cái vẻ không an phận rồi. Con trai của cô đấy à? Nhìn quen nhỉ? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ?
thôi. Muốn biết thì có khó gì. Từ giờ phút này, tôi muốn chấm dứt cái trò chữa bệnh đi. Mà trước khi chấm dứt thì tôi cũng muốn rạch ròi hai thứ. Tình cờ gặp nhau không chào nhau tiếng bạn ơi. Không cần thiết. À, mà tôi nghĩ chẳng có sự tình cờ nào ở đây cả. Lần này về luôn hay sao? Điều đó là mà ông sợ à? Sợ gì? Tôi chỉ lo là ông nhìn thấy cái cảnh tôi với người yêu cũ của ông mặn nồng, ông lại đố kỵ thôi. Có bản lĩnh á thì mặn nồng cả cuộc đời, chứ đừng xong mục đích rồi á lại tháo mặt nạ ra. Bao giờ anh đi? Em sốt ruột muốn bị anh biến mất vậy sao? Không, đây chỉ là câu hỏi xã giao bình thường thôi mà. Mẹ anh trở bệnh nên ngày mai anh sẽ bay sớm. Tôi mong là bác mau khỏe. Chúc anh thượng lộ bình an. Từ bây giờ trở đi, anh chỉ nhận được những câu nói khách sáo như vậy thôi sao? Đúng. Vì tôi không muốn xây dựng hình ảnh một người phụ nữ mà khiến chồng tôi phải lo lắng. Thật thế à? Nếu tôi bị bắt, mức án là bao nhiêu năm? Mức án sẽ là từ 12 đến 20 năm ạ. 20 năm? Tôi chỉ lo là ông nhìn thấy tôi với bạn gái cũ của ông mặn nồng, ông lại đố kỵ thôi. Có bản lĩnh thì mặn nồng cả cuộc đời, chứ đừng xong mục đích rồi lại tháo mặt nạ ra. Đứa con gái ngu dại của tôi, nó không có con mắt nhìn người, cho nên nó mới coi cô là bạn. Chứ loại người như cô chả có tí gì tốt đẹp như cái tên An Nhiên của cô. Nhìn cái mặt của cô đã thấy toát lên cái vẻ không an phận rồi.